Xin chào bạn, dòng A70 series của Samsung là một dòng điện thoại với cá nhân mình nó tương đối là lỡ cỡ. Nó không hẳn là một dòng điện thoại tầm trung mà nó cũng chưa chắc là một dòng điện thoại cận cao cấp. Vậy thì với chiếc Galaxy A71 này, nó có giúp chúng ta định hình lại về dòng A70 series của Samsung hay không? Thì trong cái video hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn về những trải nghiệm của mình sau một tuần sử dụng chiếc Galaxy A71. Trước tiên thì mình xin chia sẻ lại cho bạn về mức giá của chiếc Galaxy A71 này ở thị trường Việt Nam. Thì Samsung định giá con máy này ở nước ta là 10.490.000. Còn nếu anh em nào muốn mua chiếc điện thoại này với mức giá chỉ khoảng tầm là trên 9 triệu đồng thôi thì có thể ghé qua hệ thống 7S. Link cụ thể về chương trình bán hàng khuyến mãi giảm giá như thế nào thì bạn có thể click vào đường link mình đặt ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay. Cái điểm đầu tiên, với cá nhân mình, A71 chưa xứng đáng là một chiếc điện thoại cận cao cấp mà nó vẫn chỉ ngang bằng với một chiếc điện thoại tầm trung mà thôi. Đó chính là về mặt chất liệu. Khi mà có mức giá trên 10 triệu đồng mà người dùng vẫn chỉ có một sản phẩm được thiết kế dạng full nhựa mà thôi, viền được làm bằng nhựa, nắp lưng cũng chỉ được hoàn thiện bằng nhựa. Người dùng bỏ ra một số tiền lớn thì chắc chắn chúng ta có quyền đòi hỏi một cái sản phẩm có một cái chất liệu cao cấp hơn. Chỉ ít thì cái phần nắp lưng nó cũng phải được hoàn thiện bằng kính thì mới xứng đáng với cái đồng tiền mà các bạn đầu tư cho chiếc Galaxy A71 này các bạn ạ. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta mất cái này thì có lẽ phải được một cái gì đó. Và được ở đây là gì? Được ở đây đó chính là về cái cảm giác cầm nắm, về cái trải nghiệm. Thực sự nó rất là đã. Bởi vì cái máy này có một kích thước màn hình lớn, một cái viên pin rất to mà lại kết hợp với những cái chất liệu quá là nặng như là kính hay là như là kim loại, thì chắc chắn là cái trọng lượng của nó sẽ đôn lên hơn 200g. Nhưng với cái việc mà Samsung lại loại bỏ đi những cái chất liệu đó làm cho cái trọng lượng con máy này vô cùng nhẹ. Và khi mà các bạn cầm nắm sử dụng trong một thời gian dài thì sẽ không gây cái cảm giác là mỏi khuỷu tay này. Cũng như khi mà các bạn cầm nắm như thế này để có thể là nhắn tin á, thì nó cũng không gây cái cảm giác quá là khó chịu ở cái phần cổ tay hay là ngón tay của chúng ta. Và mình dạo này thì mình cũng hay chơi game liên tục ở trên chiếc A71 á, cho nên là nếu mà nó nặng quá thì cái trải nghiệm nó sẽ không thể tuyệt vời được. Cho nên cái phần này thì mình sẽ để các bạn lựa chọn, các bạn cần một cái sản phẩm có cái chất liệu cao cấp hay là một sản phẩm có cái trải nghiệm cầm nắm thoải mái trong cái quá trình dài mà chúng ta sử dụng, thì có thể là comment ở phía dưới video ngày hôm nay nha. Cái điểm thứ hai, với cá nhân mình nó chưa xứng đáng với mức giá trên 10 triệu đồng, đó chính là cảm biến vân tay được nhúng thẳng bên trong màn hình. Về độ nhạy, về độ chính xác thì nếu mà để so sánh với những sản phẩm khác trong tầm giá này thì A71 là chiếc điện thoại có cái tốc độ nhận diện vân tay chậm nhất trong cái phân khúc giá 10 triệu đồng các bạn ạ. Chắc chắn mình biết sẽ có rất là nhiều bạn xem cái video này sau khoảng tầm vài ba tuần khi mà chiếc A71 được bán ra, và các bạn sẽ quay lại đây, các bạn sẽ feedback cho mình rằng như thế này: tại sao mình xài con máy này, mình thấy là cái vân tay của nó cũng ok mà, nhưng sao mình lại nói nó vân tay chậm? Đơn giản thôi, bởi vì các bạn khi mà các bạn đã sử dụng quen một cái gì đó thì các bạn sẽ thấy nó bình thường. Và thời gian đầu các bạn mua máy về, các bạn có thể thấy cái cảm xúc của các bạn là nó sẽ hơi chậm, đúng không ạ? Nó sẽ hơi chậm. Còn nếu mà các bạn đã sử dụng quen rồi thì các bạn sẽ thấy nó bình thường mà thôi, nó không gặp cái trở ngại gì cả. Hoặc là các bạn đang sử dụng một cái vân tay nó rất chậm rồi, các bạn chuyển lên con máy này nó nhạy hơn thì các bạn sẽ cảm thấy là nó nhạy mà, ai nói là không nhạy, đúng không? Cho nên cái này á, thì các bạn phải trải nghiệm nhiều các bạn mới nhận ra được cái vấn đề này. Nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ có một cái kích thước màn hình lớn, một cái trải nghiệm, một cái chất lượng màn hình rất là tuyệt vời và thuộc dạng xuất sắc nhất trong cái phân khúc giá 10 triệu đồng. Kích thước màn hình lớn, màu sắc hiển thị rực rỡ, độ sáng màn hình cao thì cái trải nghiệm khi mà chúng ta giải trí xem phim hay là chúng ta chơi game nó rất là đã. Và đã nói đến game thì có lẽ chúng ta sẽ phải chuyển luôn qua về phần hiệu năng đi ha. Với hiệu năng, với vi xử lý Snapdragon 730 thì trong tầm giá như thế này thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi là Samsung phải trang bị một cái vi xử lý nào có thể mạnh mẽ hơn được cái vi xử lý Snapdragon 730. Sẽ có rất là nhiều bạn đã đặt một cái câu hỏi là tại sao mà Samsung lại không trang bị cái vi xử lý Snapdragon 765 cho chiếc Galaxy A71. Nhưng với cá nhân mình thì hiện tại không nhất thiết phải trang bị cái vi xử lý này, bởi vì rất là nhiều quốc gia trên thế giới thì vẫn chưa hỗ trợ đầy đủ băng tần mạng 5G. Và nếu trang bị cái vi xử lý này thì nó còn làm đội cái mức giá của chiếc A71 lên cao khá là nhiều. Và với cái tầm tiền như thế này, với một thương hiệu lớn thì mình nghĩ đây là một cái sản phẩm có trải nghiệm về hiệu năng ổn trong cái phân khúc giá 10 triệu đồng. Chúng ta không thể đòi hỏi gì hơn. Cái điểm tiếp theo, với cá nhân mình nó xứng đáng với đồng tiền mà bạn bỏ ra, đó chính là về cái thời lượng pin. Viên pin 4500mAh tương bằng với ở chiếc Galaxy A70s hay là trên chiếc Galaxy A70. Tuy nhiên thì ở trên chiếc A70 mình đã từng sử dụng á, thì cái tối ưu hóa phần mềm của Samsung chưa được tốt. Nhưng lên ở chiếc A71 này thì Samsung đã tối ưu hóa lại cái nền tảng One UI 2.0 rồi, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng
cái máy này thoải mái trong khoảng tầm là 1,5 ngày. Thậm chí các bạn có chơi game, những tựa game nhẹ nhàng, ví dụ như dạo này mình chơi cái là Kingdom á, thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể là trải nghiệm đâu đó khoảng tầm là hơn 1 ngày mới phải sạc lại cho chiếc A71 này. Và cái điểm cuối cùng đó chính là về phần camera. Nếu mà chúng ta xét về cái phần cứng á, thì có lẽ nó sẽ xứng đáng với mức giá 10 triệu đồng. Tuy nhiên nói nếu mà chúng ta xét về cái chất lượng hình ảnh, chất lượng của video, chất lượng thu âm thì nó chưa thực sự xứng đáng với mức giá 10 triệu đồng các bạn ạ. Bởi vì ở những cái sản phẩm trong cái tầm giá trên 10 triệu đồng đến từ những cái thương hiệu như là Xiaomi này, Huawei này, Oppo này thì nó ngon hơn nhiều. Ngay cả khi mà các bạn chụp những bức ảnh đầy đủ sáng thì cái cảm biến đến từ nhà Samsung 64MP này nó vẫn bị hiện tượng là noise. Các bạn có thể thấy là một số vùng khi mà bọn mình zoom lên á thì nó sẽ hơi bị noise này. Còn khi mà các bạn chụp ở trong cái điều kiện thiếu sáng thì nó sẽ hơi bị bệt lại. Cái điểm mạnh của cái cụm camera này nó sẽ đến từ cái camera góc rộng, nó rất là ok, cũng như là cái camera chụp ảnh macro á, thì độ phân giải lớn cho nên là bức ảnh của chúng ta nó sẽ sắc nét hơn. Còn nếu ở trong tầm giá này mà các bạn đang cần tìm kiếm cho chúng ta một cái sản phẩm có cái khả năng quay video tốt hơn thì có thể là tìm kiếm từ những cái thương hiệu như là Huawei này hay là Oppo. Trong tầm giá này thì vẫn có những sản phẩm có khả năng quay video ngon hơn so với là A71. Chốt lại thì với chiếc Galaxy A71 này nó sẽ có những gì xứng đáng với mức giá mà các bạn bỏ ra? Thứ nhất đó chính là về trải nghiệm cầm nắm, thứ hai là về mức độ hoàn thiện, thứ ba đó chính là về cái chất lượng màn hình, cái kích thước màn hình rất là to, giải trí cực là tuyệt vời. Và đã nói đến giải trí thì chắc chắn chúng ta phải nói đến điểm thứ tư xứng đáng với mức giá 10 triệu đồng, đó chính là về mặt hiệu năng. Hiệu năng con máy này xứng đáng với những gì đồng tiền mà các bạn bỏ ra. Và điểm tiếp theo đó chính là về phần thời lượng pin. Viên pin 4500 mAh đi kèm với công nghệ sạc nhanh 25W thì các bạn đừng quá lo lắng cái việc mà chúng ta sẽ phải mang theo những cái dây dợ lằng nhằng hàng ngày nữa, mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng con máy này thoải mái một ngày, đêm về sạc, ngày mai sử dụng tiếp. Và điểm tiếp theo và cũng là điểm cuối cùng đó chính là về mặt thương hiệu. Ở trong tầm giá này thì thực sự là Samsung là một trong những thương hiệu rất lớn trong cái phân khúc giá 10 triệu đồng. Cho nên những cái bạn nào mà đang cần tìm kiếm cho chúng ta một cái thương hiệu lớn để có thể là hoàn toàn tin tưởng thì đây là một trong những cái lựa chọn rất là xứng đáng ở trong cái mức giá khoảng 10 triệu đồng. Vậy thì trên chiếc Galaxy A71 nó sẽ có những gì chưa thực sự xứng đáng với đồng tiền của bạn bỏ ra? Thứ nhất đó chính là về mặt chất liệu chưa thực sự là cao cấp. Thứ hai là nhận diện vân tay rất chậm. Thứ ba đó chính là về cái phần camera nó chưa thực sự là đủ ngon nếu mà so sánh với các đối thủ khác trong tầm giá khoảng 10 triệu đồng. Vậy thì với các bạn, những cái ưu điểm của nó đã lấn át được với những cái nhược điểm của chiếc Galaxy A71 hay chưa? Và các bạn có lựa chọn chiếc Galaxy A71 trong cái mức giá khoảng trên 10 triệu đồng hay không? Đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay. Còn nếu cảm thấy video hữu ích, các bạn đừng quên để lại một like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ, bye bye!